Xin giáo lý Phật giáo Hòa Hạnh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài tối mùng một. Bài này được thầy tại chùa Hạo ngày 1 tháng Giêng năm Canh Thìn ngày 1440. Nam mô nhận rọi ơn căn cải tạo mau hương đài chỉ dè nẻo cao sang khai rừng kinh cải cao đại cụ nhân sanh khỏi tham sao
bước dài mới lãnh phan chúng sanh chìm đắm trong dòng hồ khuyến dài bởi dân sắc ngọc tâm tâm
về mai mới đẹp đẹp giang tông tổ Oh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục chương trình ngâm lại thi văn của Đức Thầy hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bài Sa Đế. Bài này sẽ do nam nữ thành tâm cùng ngâm lại. Thì xin trân trọng kính mời quý vị các lòng theo dõi bài phẩm của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Nhân con thấy bốn bề sông dậy cửa thiền môn, còn hơi phá thêm đường xứ xa của người liễu đạo. Sạch có chữ thân ăn dụng báo phần làm người hiểu đạo nơi thương ấy chẳng qua là
Lúc chồng gây gối nhiều
Phật tấm hơi người già người đau. Bye.
lúc tay càng tay thương quyết đau bị loài yêu làm bảo lắm lắm phê. Đức từ bi phải lộ trắng đen lôi âm từ cùng đi đến chỗ đi dọc đường yêu ở tâm làm hồ thấy đường tăng nhờ môn đồ bát nhé xa dưới đại thánh đề làm sao giữ nhớ không có thì hàng tay cũng như thoát như không khó tìm chỗ gặp chủ nhớ không còn ẩn lắm nơi dòng ai mê tâm nghe qua không phụng ráng trí tâm đặng mở tâm linh lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kích thì cũng thấy bồn lai diện một lần thứ chót gọi lời kêu thuốc thầy cho một nào mơ rõ lòng chừng những ở trên ban được lục thông thầy mới được tay đóng vũ thiên thâu cho được con lâu lâu ác nghiệp nơi mới biết mơ yêu chúng sanh nên tầm quả ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho ta thì đạo hạnh ngày kia mới đắc chớ chưa đứa giữ chi hoàng tu hành tay gác mặt lì chịu cay đắng của người sáng sớm lòng sầu riêng ngày nên nguôi bớt đừng thở than bận đến lòng ta để cho thầy đi vào ta và đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ nay rừng bụi có người mở ngõ thì nói theo dấu tỏ đa dù gió cũ nhiều nỗi thảm thế dài xanh chúng cho rồi mới rành cùng hiếm kẻ ngang cường ngành nỗi kề sao cho thói đời mãi sai xưa thì cuộc vui chơi nên kiếp kiếp đời đời lớn xuôi tiên thắng đổ ra buồn buồn càng luôn ở lòng dèo dông mới đời kẻ vô tình chẳng có chi bền phải xa nhà theo nơi mộng
cao. Chức mộc vàng cảnh truyền ngài đạo cảnh vô tâm lòng bào ma bê. Mùa trước vàng ngập cả điền đêm trên núi hạ độc chỗ cỏ chay. Cuộc gian nan năm qua đã thấy lụng việc ở đời cùng phúc lớn rộng. Khi vậy thì càng cả bờ sông lúc khô hạn đi đồng khá khổ khăn. Biết làm sao lớn lưng bạc hạt bay cả trời tỏ từ bi. Khắp thế gian con thảo phục quỳ chầu trước bệ cha niềm ngọc đây. Gặp dân như nhiều sinh sinh trong thế hệ tù xưa kia thập đặc đã lâu phải chuyện xảy trái đất một bầu đặng lừa lòng con tiên cháu Phật. Gồm một nơi xưa sang tiên tất sở tướng Phật người cùng nhận thương phong cho giữ trần rõ luật thiên công có địa ngục thiên đường hãy chặn. Các chúng sanh nghe rồi yên lặng thì cho tường sẽ biển minh cơn vui tay từ đà thiên đình cho phép lão tố trần đôi lè lời thầy dạy thật là cặn kẻ bao nhiêu bác ái ước tôi trong ba giả tìm đào qua bờ thôi giả thế ước mong đời. Nam mô A Di Đà Phật.